nghiệp ma quân. Ma con vừa may thuê cây mượn, vừa lo cho con, vừa chăm sóc cho người chồng mù suốt mấy năm trời khổ cực. Vậy mà má con chẳng một tiếng than phiền. Ba yên vui trong vòng tay âu yếm của vợ hiền. Dạ, kính chào ông Hoàng đế Dĩ Nhựa. Hồi nhỏ là em đã từng được nghe nhiều cô bác lớn tuổi nói là anh được mệnh danh như vậy mà. Thế thì bây giờ xin ông Hoàng đế Dĩ Nhựa cho biết một chút về thời hoàng kim của mình vào những thập niên 60 hả chị Trinh? Đúng, 60. Ngoài cái mệnh danh là Hoàng đế Dĩ Nhựa ra, vào những cái năm đó anh rất nổi tiếng trên sân khấu. Nếu mà em nhớ không lầm là sân khấu Qua Mùa Xuân Giả Lý Hương, là cái vở Cô Gái Đồ Long. Anh là một Trương Vô Kỵ rất là đẹp trai và rất là hào hoa. Yeah. Anh có thể nói cho khán giả biết về cái thời hoàng kim đó của anh không? Yeah. Bước đường nghệ thuật của tôi ấy thì coi như là trước khi mà tôi rời khỏi gia đình mà tôi đi theo cái nghiệp nghề này ấy thì nó cũng năm chìm bảy nổi, và nó cũng có bao nhiêu chuyện buồn vui, nó gặp nhiều cái chuyện khó khăn trong cái bước đường mà công danh này. Thì chẳng qua là mình có một cái mai gì đó, cho nên mình được có một chút đỉnh tên tuổi tới ngày hôm nay mà như quý vị khán giả xa gần đã biết. Rồi đến hôm nay thì coi như là gần 10 tháng nay Tấn Tài cũng đang bệnh, đang bệnh nằm ở bệnh viện Hồng Đức để mà điều trị cái dây thanh quản. Tới bữa nay cho nên cái tiếng nói chưa có được trong trẻo vì lắm, không có hát được 10 tháng rồi thì cũng đang nằm trị bệnh. Coi như là lúc mà tôi rời ghế nhà trường đó thì tôi là một công chức trốn nhà bỏ đi hát. Thì cái gánh hát đầu tiên mà tôi đi thì là một gánh hát nhỏ, gánh hát nhỏ lắm, ở dưới tỉnh, ở dưới miệt quê rồi này kia, rồi mình cũng ham đi rồi cha mẹ bắt về, bắt tới, bắt lui. Nhưng mà rốt cuộc là cũng trốn nhà đi hát. Đi hát thì sau đó có một cái ông mà ông bầu mà đã từng đào tạo nhiều nghệ sĩ mà nổi tiếng như ngày hôm nay, mà một số anh em đã biết, một số anh chị em nghệ sĩ biết rất nhiều, như là ông bầu Sinh, ông đã chết rồi. Thì ở trong đó học trò của ông mà theo tôi biết thì rất là nhiều, ở trong đó có tôi ở trong đó. Lúc đó là tôi đi đoàn Tân Hôm Qua hát chung với anh Nam Hồn với chị Thanh Thanh Qua rồi đó. Sau đó thì tôi đi có một cái đoàn hát mới thành lập, đoàn Sông Kiều mời tôi về hát. Thì tôi về hát được một năm thì cái đoàn Tân Thủ Đô, ở đoàn Thủ Đô của ông Bầu Bảo Bản, ông khai trương lúc mà đợt Úc Trọ Ôn nghỉ thì ông ấy mời tôi về cộng tác, hát chung với chị Ngọc Hương, Thanh Thanh Hoa, chị Như Ngọc. Rồi sau đó thì tới năm 1963 là tôi đoạt cái huy chương giải Thanh Tâm cùng với chị Bạch Tuyết rồi đó. Đợt đó năm 1963, rồi tôi về tôi hát cho Giải Lý Hương, rồi về Kim Trung, rồi trở về Giải Lý Hương. Thì bắt đầu sau đó là tôi có cái cảm nghĩ là mấy cái ông bầu mà có tiền bỏ ra để mà kinh doanh, dám mà mướn mình về để mà hát, thì tại sao mình không dám mà mạnh dạn để mà vay tiền hay là cách nào đó để mà đầu tư để làm gánh hát cho mình, để mình tự làm lấy làm công lấy mình. Thì tôi mới suy nghĩ điều đó, tôi mới quy tụ lại, tôi có chút ít đỉnh vốn gì đó là tôi làm gánh hát Tân Thủ Đô, Tấn Tài thành được. Khai trương năm 1900, năm Mậu Thân đó, khai trương năm đó đó. Thì qua năm sau thì tôi thấy cái đoàn hát lớn mạnh và nó thành công.
tôi làm thêm một đoàn nữa, tức là đoàn Tân Thủ Đô Tấn Tài 2, thì kêu đào kép nghệ sĩ kể như là ở thành phố này, kể những anh chị em nghệ sĩ nổi tiếng mà đã có cộng tác cho Tấn Tài, chẳng hạn như là cậu Mỗ Trộn, anh Minh Chí, anh Việt Hùng, chị Bạch Tuyết, anh Thành Được, anh Úc Hiền, Diệu Hiền, Úc Hậu, chị Mộng Tuyền và dân dân rất là nhiều. Thì lúc đó con mình tới hai đoàn lận, thì một rồi cho tới hoạt động cho tới năm 77 thì mà tôi giao lại cho khi mà hợp tác xã đoàn quốc danh này kia gom lại hết, thì lúc đó mình không còn điều kiện làm tư nhân nữa, tôi giao cho nhà nước. Một đoàn giao cho Cần Thơ, đoàn giao cho Đồng Tháp, rồi lang bang đi hát chầu về bà chơi cho tới ngày hôm nay thôi. Anh ơi, tên Tấn Tài là nghệ danh hay là tên thật của anh vậy? Cái tên Tấn Tài này thì cha mẹ tôi đặt cho tôi là Lê Tấn Tài, chứ không có ai thì tôi đi hát thì tôi lấy Tấn Tài vậy thôi, chứ không có cái sữa, không có thêm gì hết trong giấy tờ vậy luôn. Quê ở An Giang. Thì trong cái kỷ niệm mà cuộc đời mà đẹp nhất của tôi, mà những ngày gọi là vui sướng trong cái bước đường vinh quang của mình, là khi tôi hát ở Đà Lạt đó, thì tôi được cái tin ở thành phố đánh điện ra Đà Lạt là năm 1963 đó, vào tháng mấy tôi cũng quên, thì Tấn Tài đoạt huy chương vàng năm 63 với chị Bạch Tuyết, với anh Diệp Lan rồi đó. Thì coi như tối đêm đó thì tôi lại giật một con bò, một con heo để mà làm ăn đại tiệc nhậu linh đình cho anh em tất cả trong đoàn mà tôi đang đi, đoàn Thủ Đô đó. Thì tôi nhớ cái kỷ niệm mà đó có thể là cái ngày vui của mình bước lên một nấc thang danh dự trong cái nghề nghiệp này. Dạ thưa anh, thế thì qua những vở tuồng cải lương mà anh đã trình diễn thì vở nào theo anh là để lại những ấn tượng sâu sắc? Cái tuồng mà tôi đoạt giải Thanh Tâm á, là cái tuồng Nhật Bổn Cát Dung Phân Tử, nó là cái tuồng đó là đoạt giải. Rồi đến khi mà tôi bắt đầu tôi làm bầu thì tôi chọn cái tuồng Bóng Hồng Sa Mạc để mà khai trương cho cái bán hiệu Tân Thủ Đô Tấn Tài Thành Được với cái tuồng Bóng Hồng Sa Mạc. Thì tôi theo tôi nhìn nhận thì cái tuồng đó không phải là một cái tuồng hay, một cái tuồng rất tầm thường, nhưng mà tôi không hiểu tại sao là khán giả lại thích cái tuồng đó vô cùng. Mà bây giờ đi tới đâu thì người ta gặp Tấn Tài, người ta không còn gần như là người ta nhớ cái vai tuồng, ta gặp mà kêu ơ chào Ali Kham, chào Ali Kham, bởi vì cái vai đó là do Ali Kham. Nhiều khi người ta chào Ali Kham chứ ta không biết chào Tấn Tài. Nhưng mà thì tôi nghĩ là tại vì cái vai đó có lẽ là khán giả thích, chứ riêng tôi mà tôi suy nghĩ thì trên cái lãnh vực dĩa nhựa đó thì vọng cổ mà bài ca lẻ đó tôi ca trên 200 bài, còn tuồng cải lương đó cũng gần 100 tuồng. Nhưng mà là khán giả thì tôi nhận thì cái tuồng đó là cái tuồng tôi ca rất là dở. Những cái tuồng hay mà tôi có thể tôi cho là ưng ý đó là như Chuyện Tình An Lộc Sơn hát với cố nghệ sĩ Thanh Nga, hay là Chiều Quân Cống Hồ, hay là Chiều Đông Gió Lạnh Về, hay là Người Phu Khiêng Kiểu Cưới chẳng hạn. Những cái tuồng mà tôi cho là đắc ý thì cái tuồng đó là khán giả ít nhắc, mà cái tuồng Bóng Hồng Sa Mạc là khán giả nhắc nhiều hơn. Mà cái tuồng tôi ca rất là dở mà tại sao khán giả thích tôi cũng không hiểu. Bây giờ cứ việc lọc đi, lọc hỏi chính này. Dạ thưa anh, thế thì bây giờ thật ra là cả em và cả chị Trinh cũng rất muốn nghe, mà khán giả cũng muốn nghe nữa, một chút tâm sự của anh, một vài lời nói của anh với công chúng, với khán giả về cuộc sống hiện tại của anh, được không anh? Dạ đúng rồi. Tôi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả xa gần cả nước đã ái mộ Tấn Tài trong mấy mươi năm qua, và tới ngày hôm nay cái tình cảm đó tôi cũng mong khán giả vẫn thương Tấn Tài như một ngày nào đó. Và hôm nay thì tôi cũng cố gắng, bệnh hoạn của tôi thì tôi đang trị bệnh nó cũng đã bớt được 50% rồi, có lẽ qua Tết này tôi sẽ trở lại tôi đi hát được,
bây giờ thì bác sĩ không cho tôi đi hát, phải nghỉ vài ba tháng nữa. Thì tôi mong tôi sẽ hết bệnh, tôi hát lại được. Thì để cùng góp mặt với anh em, có cái cuộc vui nào hay hoặc là có cái vai nào để mà cùng hợp diễn với anh em, để mà phục vụ cho khán giả. Vì kể như Tấn Tài vắng ở sân khấu cũng kể như một năm rồi không xuất hiện tụ điểm đại nhạc hội hay là không có tham gia đâu hết, vì Tấn Tài đang bệnh, bệnh khàn tiếng đâu có hát được. Nói chuyện đây là quý vị khán giả xa gần đã nghe rồi, nói ồ hề quá.